Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vẫn chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án ăn chia 20.000 đô và sẽ có 2.000 người may mắn sẽ nhận được token này đến từ NFT Retest Stream mọi người nhé. Để tham gia dự án AirDrop thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó mình sẽ làm các nhiệm vụ trên này cho mình. Sau khi vào đây mọi người đăng nhập tài khoản các bạn xã hội cho mình, sau đó follow kênh Twitter là nhiệm vụ đầu tiên. Ở đây là follow kênh Twitter mình. Bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nhé. Bấm theo dõi này. Ok. Sau đó quay trở lại. Mọi người sẽ bấm con tin. Rồi. Tiếp theo là retweet lại bài đăng này. Bấm ok. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng, mọi người retweet lại bài đăng này cho mình. Ở đây bấm tweet lại cho mình nhé. Rồi sau xả tin. Ok, quay trở lại. Bấm vào con tin cho mình. Ok, tiếp theo join vào kênh Discord cho mình. Ở đây bấm chấp nhận lời mời. Rồi sau đây tích vào dưới này. Ok, kéo sang phải này, mọi bấm vào chữ này cho mình. Sau đây bấm verify cho mình nhé, bấm vào roulette đây. Mọi tích vào mà copy đi ra ngoài cho mình nhé. Ở đây mọi người cần phải vary mọi nhá, phải copy cái đoạn này trong bản vary, nhưng mình đã không vary được rồi, thôi quay lại mình sẽ bấm vào con tin luôn. Rồi tiếp theo join vào kênh Telegram. Ở đây bấm tham gia kênh Telegram cho mình. Rồi sau đó quay trở lại. Bấm vào con nhập username tài khoản Telegram mọi người vào đây. Ok, bấm con tin. Rồi. Địa chỉ ví ở đây mọi copy địa chỉ ví MetaMask cho mình nhé. Mọi copy địa chỉ ví Binance Smart Chain hoặc địa chỉ ví ETH, mọi copy cho mình. Ở đây sao chép địa chỉ ví. Rồi. Sau đấy một sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Bấm con tin. Ok. Tiếp theo là gì đây? Create. Ở đây nó bảo là mọi người cần tạo một cái video. Ở đây nó bảo là mọi người cần tạo một cái video này, sau đấy chia sẻ lên kênh YouTube hoặc kênh Facebook hoặc kênh TikTok. Sau đấy mọi người sẽ gửi cái link. Gửi cái link mọi người chia sẻ cái video đấy cộng với hashtag này cho mình nhá. Sau đấy mọi copy lại cái link chia sẻ video gửi vào đây cho mình nhá. Đấy. Thì cái này mọi người có thể chia sẻ cái video của mình ở trên YouTube đây nhá. Mình cái video hiện tại mình đang làm đây này. Đấy. Chia lên chia sẻ lên kênh Twitter hoặc là một kênh gì đấy của mọi người. Sau đấy mọi người gắn cái hashtag vào. Sau khi chia sẻ xong thì mọi người sẽ copy lại cái link đấy mọi người gửi vào đây cho mình nhá. Đấy. Và nhiệm vụ cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link rep mọi người chia sẻ bạn bè và người thân để tham gia dự án AirDrop này mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video và đồng hướng dẫn mọi người dự án ăn chia 20.000 đô đến từ Retest Team mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.